Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu với một số nội dung đáng chú ý sau đây. Với phương châm hợp tác, đổi mới, phát triển hiệu quả, Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chia sẻ những khó khăn mất mát với học sinh ở các tỉnh miền Trung. Bước đệm quan trọng để Lai Châu nỗ lực quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, vững bước trên chặng đường mới. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 30 tháng 10, Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bước vào phiên làm việc thứ hai và bế mạc. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh qua các thời kỳ, đại diện một số sở ngành của tỉnh. Đại hội có đại diện một số sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cùng với gần 200 đại biểu đại diện cho hơn 7.000 thành viên hợp tác xã trong toàn tỉnh. Về dự đại hội còn có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã một số tỉnh trong khu vực Tây Bắc. Trong nhiệm kỳ qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh luôn chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất với tỉnh ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, xây dựng chương trình hành động, đề ra những nhiệm vụ cụ thể, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ 3. Tổ chức bộ máy được kiện toàn, công tác thông tin tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã được triển khai tích cực, thường xuyên, từng bước bám sát nhu cầu tìm kiếm thông tin của các hợp tác xã, nâng cao tính tương tác, kết nối giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh và hợp tác xã thành viên. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Hỗ trợ vốn, đào tạo, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới, bảo đảm quyền lợi, lợi ích chính đáng cho thành viên và các quy định hiện hành. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, toàn tỉnh có 324 hợp tác xã, trong đó có 230 hợp tác xã đang hoạt động, tăng 37 hợp tác xã so với đầu nhiệm kỳ. Trong giai đoạn 2016-2020, thành lập mới 111 hợp tác xã và một liên hiệp hợp tác xã, giải thể 74 hợp tác xã. Lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đã thu hút được 5.700 người. Số thành viên lao động thường xuyên trong hợp tác xã phi nông nghiệp là gần 2.400 người. Đến thời điểm hiện tại, có 5 hợp tác xã đã xây dựng được đề án phát triển sản xuất chuỗi giá trị sản phẩm tại địa phương. Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đã xác định 8 nhiệm vụ, 8 giải pháp để thực hiện một số mục tiêu cụ thể như sau. Hàng năm, tư vấn vận động thành lập mới từ 25 hợp tác xã và 20 tổ hợp tác trở lên, thành lập mới 1 đến 2 liên hiệp hợp tác xã. Phần đầu đến cuối nhiệm kỳ, có trên 70% số xã, phường, thị trấn có hợp tác xã. Thu hút trên 500 lao động và 300 thành viên tham gia hợp tác xã và 200 thành viên tham gia tổ hợp tác. Tỷ lệ hợp tác xã hoạt động có hiệu quả đạt trên 70%. Số hợp tác xã ngừng hoạt động dưới 15% tổng số hợp tác xã. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã đạt 70 triệu đồng một người trên một năm. Của tổ hợp tác đạt trên 65 triệu đồng một người trên một năm. Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệt liệt biểu dương những kết quả Liên minh Hợp tác xã tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị các đại biểu dự đại hội tập trung trí tuệ phân tích làm rõ nguyên nhân, kết quả đạt được và tồn tại hạn chế để xác định hướng đi cho nhiệm kỳ tới hiệu quả hơn. Đặc biệt là các giải pháp khắc phục về tình trạng hiệu quả hoạt động, quy mô, sản xuất theo chuỗi, theo quy định của pháp luật, việc quản trị điều hành của đội ngũ quản lý. Để thực hiện được mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh gắn bó hơn với cơ sở, cải tiến lề lối làm việc, phát huy vai trò nòng cốt trong thành phần kinh tế tập thể, chú trọng phát triển lĩnh vực nông nghiệp, phát triển làng nghề, du lịch sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới. Tham gia có hiệu quả vào chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hợp tác xã, làm tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với khu vực hợp tác xã, giải quyết khó khăn vướng mắc để hợp tác xã phát triển, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong hợp tác xã. Các hợp tác xã cần chủ động vươn lên, quyết tâm thay đổi, tăng cường tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế tập thể, tạo điều kiện tốt nhất cho nền kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển bền vững. Với tinh thần hợp tác, đổi mới, phát triển, hiệu quả, Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Tại đại hội, đã bầu 35 đồng chí vào Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu Ban Thường vụ, Thường trực, Ủy ban Kiểm tra, Đoàn đại biểu dự đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa 6.
Đồng chí Bùi Xuân Thu tiếp tục được bầu tái cử chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng trong dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển hợp tác xã nhiệm kỳ qua. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng đã tặng kỷ niệm chương cho 13 cá nhân, tặng bằng khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho 10 tập thể và 9 cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Những ngày này, cùng với các cấp các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, giáo viên và học sinh trường tiểu học số 1 thành phố Lai Châu cũng đã có những hoạt động thiết thực để kịp thời nhằm chia sẻ những khó khăn mất mát với học sinh ở các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai mưa lũ. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Buổi học cuối tuần hôm nay ở trường tiểu học số 1 thành phố Lai Châu khác hẳn với các buổi học khác. Đến trường ngoài cặp sách đựng đồ dùng học tập hàng ngày, mỗi em còn mang theo một món quà ý nghĩa như là tập vở, sách viết, đồ dùng học tập, quần áo để quyên góp dành tặng cho các bạn học sinh ở các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ vừa qua. Qua ngày hôm nay thì con muốn ủng hộ các bạn sách vở và các đồ dùng học tập, quần áo để các bạn có thể vượt qua cơn lũ này một cách nhanh chóng ạ. Con mong muốn các bạn sẽ học chăm ngoan, học giỏi, vâng lời bố mẹ và cố gắng vượt qua cơn lũ này ạ. Qua các chương trình thì cháu thấy là các bạn ở miền Trung đã đang bị khó khăn vì qua các đợt lũ lụt do thiên nhiên gây ra và cũng như các bạn ở trong trường, cháu đã quyên góp quần áo và sách vở cho các bạn và mong các bạn có sức khỏe thật tốt và vượt qua cơn lũ lụt này ạ. Đợt thiên tai bão lũ kéo dài vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản cho người dân các tỉnh miền Trung. Theo thống kê, mưa bão thiên tai đã làm hàng trăm người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, hàng ngàn hecta hoa màu bị hư hỏng, ngập úng. Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Đặc biệt, mưa lũ đã cuốn trôi toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập của hàng nghìn em học sinh các tỉnh miền Trung, ảnh hưởng đến việc học tập của các em. Trước thực tế đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, truyền thống quý báu của dân tộc, trường tiểu học số 1 thành phố Lai Châu đã phát động chương trình quyên góp, ủng hộ hướng về miền Trung ruột thịt. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các thầy cô giáo và các em học sinh trong trường. Để hướng về miền Trung thì chi hội chữ thập đỏ nhà trường đã phát động cái buổi quyên góp ủng hộ để hướng về miền Trung thân yêu với lại cái tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người dân Việt Nam chúng ta. Thế và cũng thông qua cái hoạt động này cũng nhằm để giáo dục học sinh cái lòng nhân hậu cũng như là cái tương thân tương ái của học sinh. Thế và qua đây cũng rất là mong muốn các bạn học sinh miền Trung gặp những cái khó khăn thì cũng một phần nào đó để các bạn có thể là có sách vở cũng như đồ dùng học tập để tiếp tục tham gia cái hoạt động học tập của mình. Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn. Thông qua chương trình này, cùng với mong muốn được chung tay góp phần nhỏ bé, chia sẻ với những mất mát lớn lao, hậu quả nặng nề mà nhân dân và học sinh các tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu. Nhà trường còn muốn giáo dục bồi đắp thêm truyền thống yêu nước, yêu đồng bào, tình đoàn kết, nghĩa đồng bào được hun đúc từ bao đời nay của dân tộc Việt Nam. Tiếp theo là các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Lai Châu phối hợp cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và xã Sùng Phài vừa tổ chức bàn giao hai ngôi nhà đại đoàn kết cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu. Hai hộ gia đình được trao tặng nhà đại đoàn kết đợt này là gia đình bà Giàng Thị Sa và gia đình ông Giàng A Pay ở bản Suối Thầu, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu. Hai ngôi nhà có tổng kinh phí đầu tư là 146 triệu đồng, mỗi nhà 73 triệu đồng. Trong đó quỹ vì người nghèo thành phố hỗ trợ mỗi gia đình 50 triệu đồng. Số tiền còn lại do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đứng ra kêu gọi, chung tay hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn và sự đóng góp ngày công lao động của bà con nhân dân trong bản. Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng, nền cứng, khung cứng và mái cứng. Việc hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng hai ngôi nhà đại đoàn kết sẽ giúp cho các hộ gia đình có chỗ ở khang trang, chắc chắn, từ đó yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, góp phần giúp xã Sùng Phài
từng bước hoàn thành tiêu chí về nhà ở trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh có 26 đề tài dự án khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, chiếm tỷ lệ 63% tổng số các nhiệm vụ khoa học công nghệ của tỉnh, trong đó có 15 đề tài dự án đã nghiệm thu. Qua đó, các tiến bộ về giống, kỹ thuật thâm canh trong trồng trọt chăn nuôi được nghiên cứu chuyển giao cho nông dân, góp phần hình thành vùng sản xuất tập trung như cây ăn quả ôn đới, khoai sọ, nậm khao, lúa sáng củ, khẩu hốc, mắc ca, nuôi cá tầm thương phẩm. 5 năm qua, thông qua các đề tài dự án, đã có trên 1.600 lượt người dân được tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản, xây dựng gần 80 mô hình với diện tích trên 310 ha ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh, tăng năng suất trong công nghiệp và tạo việc làm cho khoảng 600 lao động khu vực nông thôn. Kết quả, các mô hình ứng dụng tiến bộ về giống kỹ thuật thâm canh có năng suất tăng từ 30% so với sản xuất đại trà, nhận thức của người dân chuyển biến tích cực. Huyện Nậm Nhùn hiện có 528 đối tượng bảo trợ xã hội, kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng thực hiện trên 190 triệu đồng. Huyện luôn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Trong 10 tháng năm nay, tổ chức hỗ trợ kinh phí mai táng với 28 người, kinh phí hơn 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã thị trấn tiếp nhận và thực hiện chúc thọ, mừng thọ đối với 57 người cao tuổi tròn 90 tuổi, 12 người cao tuổi tròn 100 tuổi. Đôn đốc Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn ra soát và lập danh sách người cao tuổi có nguyện vọng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội. Tham mưu đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện hỗ trợ kinh phí làm nhà, sửa chữa nhà ở cho gần 20 hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị, nhiệm kỳ 2015-2020 dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ tỉnh, Lai Châu đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Thành tựu đó khẳng định được sự đoàn kết đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Lai Châu, phát huy bản lĩnh chính trị, năng động sáng tạo, trí tuệ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương. Thành tựu đó cũng tạo động lực, bước đệm quan trọng để Lai Châu nỗ lực quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, vững bước trên chặng đường mới giai đoạn 2020-2025. Màu vàng no ấm, giao thông được rộng mở, trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Đó là những minh chứng rõ nét ở các huyện, thành phố khi cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thành các kế hoạch trọng tâm phù hợp với từng địa phương. Đó cũng chính là động lực để các huyện, thành phố tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế từng vùng, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 đạt từ 9 đến 10% trên một năm. GRDP bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng. Để thực hiện nghị quyết của tỉnh thành công, nâng cao cái đời sống và mức thu nhập của người dân thì chúng tôi tiếp tục rà soát các cái lợi thế về các cái điều kiện trong cái bối cảnh phong thổ, có cái điều kiện về đường biên rồi cửa khẩu để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp rồi các hợp tác xã trong và ngoài tỉnh và đặc biệt là nội huyện phát huy những cái năng lực sở trường rồi phát huy các cái đồng vốn cũng như là đưa ra những cái kế hoạch sản xuất kinh doanh để đảm bảo cái hoạt động có hiệu quả trong cái quá trình sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Kết quả nổi bật trong 5 năm qua là Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt 11 trên 11 chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết đại hội. Kinh tế phát triển nhanh và khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,55% một năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách trên địa bàn năm nay ước đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng 2 lần so với năm 2015. Vui mừng và tự hào về những thành tựu đạt được, bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh tiếp tục tập trung khai thác hiệu quả các nguồn lực, lợi thế, tiềm năng, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển. Trên cái cơ sở những chủ trương định hướng chính sách của tỉnh trong giai đoạn tới thì chúng tôi sẽ vận dụng tối đa để giúp cho doanh nghiệp có thể liên kết với người dân để thực hiện những cái định hướng sản xuất lớn. Thứ hai là chúng tôi đồng hành bằng những việc làm cụ thể như là huyện đã thành lập cái tổ công tác đồng hành với doanh nghiệp do đồng chí lãnh đạo Ủy ban huyện làm tổ trưởng và đồng hành bằng những công việc cụ thể
nhất là cái việc mà vận dụng những cơ chế chính sách của tỉnh để giúp cho doanh nghiệp, nhất là cái cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh, rồi là cải cách cái thủ tục hành chính để giúp cho doanh nghiệp tiếp cận và gắn bó với người dân trong vấn đề phát triển sản xuất nông sản hàng hóa tập trung trên địa bàn huyện trong giai đoạn tới. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp với 11 chỉ tiêu chủ yếu và 4 chương trình trọng điểm, 4 nhiệm vụ đột phá. Tại đại hội, đồng chí Giàng Báo Mỉ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết và ý chí tự lực tự cường, đổi mới, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Từ những dự báo, phân tích bối cảnh tình hình của nhiệm kỳ tới, đại hội thống nhất quan điểm chỉ đạo, mục tiêu chung, chỉ tiêu chủ yếu, chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá và xác định các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, sát với thực tiễn, có tính khả thi cao để triển khai thực hiện. Giao Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 lãnh đạo chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Ngay sau đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, đồng thời tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Đại hội tin tưởng rằng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 sẽ là tập thể đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, nêu gương và tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội. Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường phát triển, đánh dấu mốc son sự trưởng thành của Đảng bộ tỉnh. Dấu ấn 5 năm qua sẽ là tiền đề quan trọng, là động lực để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vững tin bước vào chặng đường phát triển mới. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Đường đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong việc vận động, tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Trong những năm qua, nhờ các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, bản Chu Va 6 xã Sơn Bình đã có những sự chuyển biến đáng kể trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Để có được những kết quả trên chính là từ sự nỗ lực đoàn kết của bà con nhân dân trong bản, sự sát sao của lãnh đạo bản, các tổ chức đoàn thể trong bản. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, bản Chu Va 6 được lựa chọn xây dựng bản nông thôn mới gắn với phát triển du lịch. Ngay từ những ngày đầu bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã phối hợp cùng với các tổ chức đoàn thể trong bản tăng cường công tác tuyên truyền cũng như dồn mọi nguồn lực đầu tư cải tạo cảnh quan môi trường. Thời điểm này, đến bản Chu Va 6, bộ mặt nông thôn mới đang từng ngày hiện hữu trên từng con đường, từng nếp nhà. Đối với chi bộ thì theo cái đúng cái tinh thần nghị quyết của Đảng ủy ấy, đến với chi bộ thì chúng tôi cũng mở cái hội nghị họp chi bộ mở rộng tuyên truyền đến bà con và đảng viên và nhân dân trong bản để hiểu được cái nghị quyết của Đảng ủy và đưa cái nghị quyết vào cuộc sống với bà con thì cũng tuyên truyền với bà con là hiến đất hai bên đường để trồng hoa, trồng cây và làm bùn hoa. Theo đúng cái nghị quyết của Đảng ủy chỉ đạo thì chúng tôi cũng bà con cũng rất là nhiệt tình ủng hộ. Bản tôi là cũng có cái hướng là du lịch từ trước rồi, nhưng thì bà con có cái nghị quyết với có sự đầu tư của tỉnh, của huyện, xã nữa thì bà con rất là nhiệt tình ủng hộ. Bà con đã sẵn sàng hiến đất với cùng nhau để góp công góp sức để xây dựng cái nông thôn mới. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy chính quyền cũng như là sự tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thì hiện nay thì cái bộ mặt nông thôn mới của xã cũng đã có cái sự thay đổi rõ rệt. Đến nay thì cơ bản là xã thì cũng đã đạt 12 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, và trong năm 2020 thì xã cũng đang phấn đấu đạt 2 tiêu chí về quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thì đối với trong nhân dân thì Mặt trận Tổ quốc cũng làm tốt cái vai trò tuyên truyền cho nhân dân thay đổi cái nếp nghĩ cách làm từ phát triển kinh tế cho đến cái việc thay đổi các cái phong tục tập quán mà còn lạc hậu như là ma chay rồi cưới hỏi.
Trong xây dựng nông thôn mới, xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Tam Đường luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và mục tiêu ý nghĩa của chương trình đến mọi tầng lớp nhân dân, giúp người dân hiểu được quyền lợi trách nhiệm bản thân trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, với đó hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc cơ sở thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020 gắn với các phong trào trong xây dựng nông thôn mới như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân tham gia bảo vệ môi trường hay toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua những phong trào đó đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, hăng hái của nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn huyện đã có 6 xã về đích nông thôn mới, bình quân các tiêu chí trên xã đạt 15,8 tiêu chí. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thì Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Đường đã phối hợp cùng với các tổ chức thành viên của huyện, như là tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước đến các tổ chức thành viên ở cơ sở. Đặc biệt trong năm 2020, thì Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên mở các hội nghị tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên ở cơ sở bằng nhiều hình thức, như là tuyên truyền về xây dựng thôn mới, về hiếm đất, xây các đường giao thông nông thôn, nội đồng, rồi nội bản, rồi làm nhà văn hóa. Từ những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Đường trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động, tập hợp sức mạnh đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân. Đây chính là tiền đề vững chắc để cùng với địa phương hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị, theo Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ, từ đầu năm cho đến nay, toàn huyện đã ghi nhận 11 trường hợp mắc tay chân miệng. Mặc dù bệnh không có dấu hiệu phức tạp và chưa có trường hợp tử vong tại địa bàn, tuy nhiên thì bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch, đặc biệt là vào lúc thời tiết chuyển mùa. Để chủ động phòng chống, Trung tâm đã tích cực triển khai nhiều biện pháp kiểm soát gia tăng số ca mắc mới, ngăn chặn bệnh lây lan ra diện rộng, trong đó thì có sự phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo. Tại khoa nhi Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ, từ đầu năm đến nay chỉ ghi nhận 4 ca mắc bệnh tay chân miệng, hầu hết các cháu mắc bệnh ở thể nhẹ. Mặc dù tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn có xu hướng giảm so với các năm trước, nhưng thời tiết nóng ẩm, nhiệt độ thay đổi thất thường như hiện nay rất thuận lợi cho sự tái phát bệnh. Vào khoa chủ yếu là mắc các bệnh về đường hô hấp, viêm amidan, viêm VA, viêm phổi, kèm theo có những trẻ sơ sinh vàng da, viêm da. Trong quá trình điều trị thì chúng tôi cũng giám sát theo dõi để phát hiện những cháu mà có biểu hiện như là miệng có mụn nước, bọng nước, và chân tay có nổi mụn và hồng ban. Thì là nghi ngờ theo dõi là chân tay miệng thì chúng tôi sẽ làm các thủ tục là chuyển bệnh nhân sang khoa truyền nhiễm điều trị tiếp, cũng hướng dẫn giải thích cho gia đình cách chăm sóc trẻ như là vệ sinh sạch sẽ cho trẻ. Tại các trường học trên địa bàn huyện thường xuyên tổ chức thực hiện vệ sinh lớp học, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế địa phương chủ động triển khai và thực hiện phòng chống dịch bệnh, trong đó có bệnh tay chân miệng, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh. Đối với địa bàn khu dân cư, các trạm y tế xã thị trấn tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe đến người dân. Và cũng thường xuyên là vệ sinh cho các cháu, rửa chân tay cho các cháu trước khi ăn và ăn xong. Cũng thường xuyên theo dõi sức khỏe của các cháu. Thì là nó có sốt, nó có ấy gì thì là bà cũng kiểm tra để xem là nó có ảnh hưởng đến chân tay miệng không đấy. Bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ nhỏ và rất dễ lây, với các dấu hiệu đặc trưng như sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng và da, chủ yếu ở dạng phỏng nước và thường thấy ở lòng bàn tay, bàn chân. Một số trẻ nhỏ có thể đau miệng, bỏ ăn, nôn, tiêu chảy, quấy khóc. Khi phát hiện trẻ mắc bệnh, gia đình nên đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y tế để được điều trị sớm. Hiện nay tại các cơ sở y tế trong huyện cũng đã chủ động các phương án phòng chống bệnh trong cộng đồng. Chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, đặc biệt là bệnh tay chân miệng, để chuẩn bị một số các cơ số thuốc men cần thiết khi có dịch bùng phát, bổ sung dung dịch vệ sinh tay ở các vị trí cần thiết, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà cách vệ sinh tay cho trẻ nhỏ, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cách phòng bệnh, hướng dẫn người nhà và bệnh nhân áp dụng các biện pháp phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở y tế, chống lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Hiện nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh tay chân miệng. Vì vậy, để chủ động phòng chống bệnh, các bác sĩ khuyến cáo mọi người dân cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng,
nên ăn chín uống sôi và thường xuyên vệ sinh nhà cửa, môi trường xung quanh sạch sẽ. Khi có bất cứ dấu hiệu bất thường nào, nên đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhà để được khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.